Resume là một công cụ tạo video AI mạnh mẽ và linh hoạt, có sẵn miễn phí. Nó cho phép người dùng tạo video hoạt hình một cách dễ dàng. Tất cả những video này đều được tạo ra bởi Resume. Tất cả những video này được tạo ra bởi một mô hình chuyển đổi văn bản thành video, chứ không phải mô hình chuyển đổi hình ảnh thành video. Và hãy nhìn vào chất lượng của những video này. Với công cụ này, bạn có thể tạo ra những hình ảnh bắt mắt và thổi hồn vào video. Các nhà sáng tạo nội dung, NH thiết kế và những người đam mê AI sẽ thấy nó rất hữu ích. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách sử dụng các mô hình chuyển đổi văn bản thành video và hình ảnh thành video bằng cách truy cập vào trang web Resume và hoàn toàn miễn phí. Bước 1: AI chuyển văn bản thành hình ảnh để bắt đầu. Trước tiên hãy đăng ký, tạo một tài khoản người dùng miễn phí và sau đó đăng nhập. Đây là một công cụ AI tất cả trong một vì nó cung cấp cho bạn nhiều công cụ như về phát thảo, tạo hình ảnh kết hợp sáng tạo tiến thể hình ảnh, chuyển đổi ảnh thành phát thảo siêu mẫu, AI hiệu ứng văn bản và nhiều hơn nữa. Vì chủ đề hiện tại của chúng ta là về các công cụ chuyển đổi văn bản thành video và hình ảnh thành video, nên chúng ta sẽ chỉ khám phá những công cụ này. Vì cả hai công cụ này hiện đang ở phiên bản beta, chúng ta có thể sử dụng chúng một cách không giới hạn. Đầu tiên, chúng ta sẽ nhấp vào công cụ chuyển đổi văn bản thành video và giao diện này sẽ xuất hiện. Ở đây bạn có thể thấy, đây là một số video mà mọi người đã tạo ra bằng cách sử dụng công cụ AI này. Tôi cho bạn xem một số video này bằng cách phát chúng để bạn có thể thấy loại kết quả mà nó cung cấp. Chỉ cần nhìn vào điều này, video này chi tiết đến mức nào, và cũng hãy nhìn vào chuyển động, nó trông thật mượt mà. Tôi chưa bao giờ thấy một video chi tiết tốt như vậy từ bất kỳ mô hình chuyển đổi văn bản thành video nào. Bạn có thể tự mình thấy kết quả của những video này, rằng trang web AI này đang cung cấp những kết quả rất ấn tượng. Và nếu bạn muốn tạo ra video giống hệt như vậy, bạn có thể nhấp vào nút Remix này và bạn sẽ có cùng một lời nhắc và tất cả những thứ đó, nhưng chúng ta sẽ thử nghiệm nó thông qua lời nhắc của chúng ta bằng cách gõ văn bản của mình vào thành lợi nhắc. Tôi đã có sẵn lời nhắc này mà tôi đã dán ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ chọn phong cách cho video này bằng cách nhấp vào đây bên dưới. Bạn có thể thấy rằng có 4 phong cách có sẵn như nhiếp ảnh, nghệ thuật khái niệm, minh họa và nghệ thuật thiết kế. Bây giờ nếu chúng ta xem xét từng loại một, giống như khi chúng ta kiểm tra nhiếp ảnh, có các phong cách nhiếp ảnh tổng quát, nhiếp ảnh tài liệu, nhiếp ảnh thời trang, nhiếp ảnh nghệ thuật v.v. Tương tự, trong nghệ thuật khái niệm có nhiều phong cách khác nhau. Trong minh họa, bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều phong cách khác nhau và cũng có một số phong cách trong nghệ thuật khái niệm. Bây giờ trước tiên, chúng ta chọn một trong các phong cách theo yêu cầu của mình, như tôi đã chọn phong cách nhiếp ảnh thương mại chung. Tiếp theo, bằng cách nhấp vào nút tỷ lệ, chúng ta sẽ chọn tỷ lệ khung hình mong muốn cho video của mình. Tôi đã chọn tỷ lệ khung hình 16:9 cho video của chúng ta. Sau đó bạn có thể nhấp vào nút chuyển động để chọn mức độ chuyển động cao hoặc thấp nhất. Bây giờ bạn sẽ nhấp vào nút tạo 6DO và nó sẽ bắt đầu quá trình tạo 6DO, và chỉ trong vài khoảnh khắc nó sẽ tạo ra 6DO cho chúng ta theo yêu cầu của chúng ta. Sau đó bạn có thể thấy rằng nó đã cung cấp một video hoạt hình tuyệt vời theo yêu cầu của chúng ta. Bây giờ hãy tạo một video mới với một phong cách khác, sử dụng cùng một yêu cầu. Lần này chúng ta sẽ chọn một phong cách từ nghệ thuật khái niệm. Vì tôi đã chọn hàng ngày 13, tôi sẽ để tỷ lệ khung hình là 16:9 và giữ chuyển động ở mức cao. Bây giờ hãy nhấp vào nút tạo để bắt đầu quá trình. Chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã chuẩn bị cho chúng ta một video mà tôi sẽ phát và trình chiếu. Mặc dù video này không có hoạt hình, nhưng khoảnh khắc camera được cung cấp rất tốt. Hello, bây giờ chúng ta sẽ tạo video với một lời nhắc mới. Lần này trong phong cách nhiếp ảnh, chúng ta chọn phong cách huyền ảo tổng quát và nhấn nút tạo thì nó sẽ tự nhiên tìm thấy. Vậy đây là video đầu ra. Và nhìn kia, chúng ta có hoạt ảnh nước bắn tung tóe. Thật sự đây là một kết quả rất đẹp. Bước 1: nhấp vào biểu tượng mũi tên này ở trên để tải xuống các video này. Bước 2: chuyển đổi hình ảnh thành video AI. Bây giờ chúng ta sẽ thử công cụ chuyển đổi hình ảnh thành video. Nhấp vào nút chuyển đổi hình ảnh thành video và bạn sẽ vào trang này. Trong phần này, mọi người cũng đã tạo ra nhiều video, một số trong số đó chúng ta sẽ phát và xem. Bạn có thể thấy rằng công cụ này đang cung cấp kết quả tốt trong việc chuyển đổi hình ảnh thành video. Đây, hãy nhìn vào hoạt hình, nó trông thật sự rất đẹp. Bây giờ, chúng ta sẽ tải lên một hình ảnh mà chúng ta có và xem kết quả mà nó mang lại. Nhấn vào nút biểu tượng trong này và tải lên hình ảnh mà chúng ta muốn hoạt hình hóa. Thứ tư, sau khi hình ảnh được tải lên, chúng ta sẽ chọn mức độ chuyển động cao hoặc thấp và sau đó nhấn nút tạo để bắt đầu quá trình xử lý. Thứ tư, chỉ trong một thời gian ngắn, bức ảnh tỉnh của bạn sẽ xuất hiện trước mắt bạn dưới dạng video. Thứ nhất,
hãy thử một hình ảnh khác được chuyển đổi thành video thứ nhất. Chào các bạn, hãy nhìn vào kết quả tuyệt vời của hoạt hình này. Đây chắc chắn là một trang web AI chuyển đổi văn bản thành video và hình ảnh thành video, rất ấn tượng, cung cấp những kết quả hoạt hình xuất sắc. Cuối cùng, cho tôi nói với bạn rằng, khi bạn tạo một tài khoản mới, bạn sẽ nhận được 200 tín dụng, và hơn nữa, bạn cũng sẽ nhận được 200 tín dụng miễn phí mỗi tháng, và nếu bạn muốn có thêm tín dụng miễn phí, hãy nhấp vào biểu tượng quà tặng này. Và ở đây, bạn sẽ nhận được 100 tín dụng cho mỗi người giới thiệu đăng ký qua liên kết của bạn. Nhưng để tôi nói với bạn rằng các công cụ chuyển đổi văn bản thành video và hình ảnh thành video hiện đang ở phiên bản beta và hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể sử dụng chúng ngay bây giờ mà không giới hạn. Tôi hy vọng bạn đã học được những điều mới từ video này. Nếu vậy, tôi mong bạn sẽ thích video và chia sẻ nó với bạn bè của mình. Điều này sẽ mang lại động lực cho tôi để làm video tiếp theo.